Xin trân trọng giới thiệu công ty Sóc Farm chuyên sản xuất các sản phẩm từ mật hoa dừa, đặc biệt là mật hoa dừa cô đặc và mật hoa dừa tươi. Tất cả các sản phẩm của công ty đều là sản phẩm hữu cơ, 100% vị ngọt tự nhiên, giúp bổ sung khoáng chất và năng lượng cho cơ thể. Sản phẩm hiện đã có mặt tại tất cả các siêu thị Á Châu trên toàn nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số hotline 1300 001 618 hoặc đến địa chỉ 26 Bolivia Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Sóc Farm tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam kế thừa và nối tiếp nghề thu mật hoa dừa truyền thống của người Khmer Nam Bộ. Nhà bán tọa lạc tại số 30 Rio Road, Illawong, bán với giá 3 triệu, diện tích đất là 1.562 m². Nhà mới xây bao gồm 5 phòng ngủ lớn với 2 phòng có ensuite, phòng ngủ chính có cả balcony, quầy rượu và khu vực giải trí riêng biệt. Hồ bơi nước mặn được bao quanh bởi những khu vườn được thiết kế tỉ mỉ, hệ thống solar, intercom, double garage. Mọi chi tiết xin liên lạc Oliver Powell qua số 0420 403 387. Lily, Akimon, rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ năm, ngày 8 tháng 8 năm 2024. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng là một ngày mà đoàn vận động viên Olympic của nước Úc đã làm nên lịch sử khi mà phái đoàn Úc Châu vẫn tiếp tục duy trì được thứ hạng của mình là hạng 3 chung cuộc, chỉ đứng sau Hoa Kỳ và Trung Quốc mà thôi. Và đặc biệt là với tổng số 41 huy chương, trong số này, nước Úc có được 18 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Với số huy chương vàng 18, đây cũng được cho là kỷ lục mới nhất mà các vận động viên Olympic của nước Úc đã đạt được. Trước đây thì đoàn vận động viên, đoàn thể thao của Úc chỉ đạt được tối đa 17 huy chương vàng mà thôi. Và năm nay 2024, lần đầu tiên đoàn của nước Úc đã đạt được 18 huy chương. Mà theo dự phóng của các chuyên gia thì các ngày thi đấu vẫn hãy còn tiếp diễn trong ngày hôm nay thứ năm cũng như ngày mai thứ sáu và thứ bảy trước khi bế mạc vào Chủ nhật. Điều này cũng có nghĩa là nước Úc của chúng ta có thể có thêm hy vọng là sẽ không dừng lại ở con số 18 mà cũng có thể sẽ lên đến 19 hoặc 20 huy chương vàng. Và trong bối cảnh này, Thủ tướng Albanese ngày hôm nay đã được đặt câu hỏi là liệu rằng nước Úc sẽ có một ngày nghỉ lễ về Olympic trong tương lai hay không. Tuy nhiên, Thủ tướng đã dập tắt tất cả niềm hy vọng của mọi người khi cho rằng công dân Úc có quyền hưởng một cái ngày nghỉ. Tuy nhiên, ngày nghỉ này phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp, có nghĩa là mọi người sẽ nộp đơn xin nghỉ holiday với nơi mình làm việc. Ở cấp quốc gia thì chính phủ không thể đưa ra một ngày nghỉ lễ trên toàn quốc. Riêng tại New South Wales và tại tiểu bang Victoria thì hai nơi này đã đồng loạt lên tiếng về việc tổ chức một bữa đại lễ để mà đón mừng, chào mừng tất cả các vận động viên trở về vào ngày 13 tây tháng 9 tại Sydney. Ở Melbourne thì chúng tôi chưa được xác định thời gian và địa điểm. Và ngoài những cái thông tin rất là tích cực về vận động viên Olympic tại Paris thì tại Úc Châu của chúng ta, những thông tin tiêu cực về sinh hoạt kinh tế vẫn tiếp tục đeo bám theo cư dân. Khi mà ngày hôm nay thì Thống đốc Ngân hàng Trữ Kim bà Michelle Bullock sau khi tuyên bố là lãi suất không tăng trong phiên họp hội đồng quản trị vào ngày thứ hai và thứ ba vừa qua. Ngày hôm qua thứ tư, bà Michelle lại đưa ra một cái nhận xét mà nhiều người Úc không hề muốn nghe, đặc biệt là những người đang có nợ thế chấp. Khi mà bà xác nhận là một đợt gia tăng lãi suất cũng có thể sẽ diễn ra nếu RBA cần thiết phải làm điều này để giảm hạ lạm phát. Và lời tuyên bố này của bà Michelle Bullock đã được đưa ra trong bối cảnh rất nhiều dự phóng của các chuyên gia về việc giảm hạ lãi suất, mà theo ngân hàng ANZ thì việc này sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, bà Michelle đã bác bỏ hết tất cả mọi hy vọng khi khẳng định lãi suất sẽ không giảm hạ kể từ nay cho đến cuối năm. Ngược lại, lãi suất còn có nguy cơ sẽ lại gia tăng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là trong cái bài phát biểu hôm nay thì Thống đốc Michel Bullock cũng nhấn mạnh rằng là những cái dự báo bà vừa đưa ra như chị Kim Hoàng vừa loan là hoàn toàn không là những cái dự báo trước từ ngân hàng chính thức, bởi vì có lẽ cũng rút kinh nghiệm từ người tiền nhiệm của mình là cựu Thống đốc Philip Lowe, khi mà trước đó cũng đã dự báo rằng là lãi suất ở Úc Châu là không gia tăng cho đến năm 2024. Thế nhưng mà vào tháng 5 năm 2022 thì RBA đã phải gia tăng lãi suất, và từ đó đến nay cũng đã có tới 13 lần gia tăng lãi suất. Nhưng mà bối cảnh lần này thì hoàn toàn ngược với khi mà cựu thống đốc Philip Lowe tuyên bố, bởi vì người ta cũng rất mong rằng những dự báo của bà Michelle Bullock là sai. Vì nếu mà sai thì có nghĩa là ngân hàng chữ kim sẽ hạ giảm lãi suất, và đó là điều mà mọi người sẽ lại hoan nghênh bà chứ không chỉ trích như đối với tiến sĩ Philip Lowe. Điều này có nghĩa là các hộ gia đình mà đang gặp căng thẳng về nợ thế chấp sẽ tiếp tục còn phải đối diện ít nhất cho tới 6 tháng nữa. Trong khi đó, đối với chính phủ thì đó là một cái tin cũng không làm hài lòng, bởi vì chính phủ lao động thì mong lãi suất giảm để mà lấy lòng cử tri, kể cả trong việc mà có thể cuộc bầu cử sẽ diễn ra sớm. Tuy nhiên, chính phủ lao động cũng đã nhiều lần bác bỏ là sẽ không tổ chức bầu cử sớm, và họ cũng hy vọng là lãi suất sẽ giảm hạ trước cái kỳ bầu cử theo quy định là vào tháng 5 tới. Trong khi đó thì hôm nay có một tin đặc biệt vui trong lĩnh vực trông giữ trẻ. Đó là Thủ tướng Albanese thông báo họ sẽ được tăng lương 15% trong vòng 2 năm tới. Với giai đoạn đầu thì tăng 10% kể từ tháng 12 năm nay, thêm ít nhất là $103 một tuần, và đến tháng 12 năm tới 2025 sẽ tăng nốt 5% còn lại. Chính phủ liên bang sẽ tài trợ hoàn toàn cho việc tăng lương này với ngân khoản từ ngân sách trích ra là $3.6 tỷ. Nhưng đồng thời chính phủ cũng yêu cầu là các trung tâm trông giữ trẻ em là không được tăng thu thêm các cái khoản phí khác, để làm sao cái chi phí mà các gia đình có trẻ em gửi trẻ là không phải chịu thêm nữa. Tuy nhiên, ngành trông giữ trẻ là một trong những lĩnh vực mà được trả lương thấp nhất ở Úc Châu. Và do lương thấp, rất nhiều người cũng đã phải rời bỏ ngành, khiến các cái trung tâm trông giữ trẻ luôn trong tình trạng thiếu nhân viên. Nên với mức lương tăng thêm 15% trong 2 năm tới dường như cũng chưa làm hài lòng, đặc biệt là công đoàn ngành này. Bởi vì vào tháng 3 họ đã kêu gọi chính phủ liên bang cần phải tăng mức lương lên tới 25% cho nhân viên trông giữ trẻ. Ước tính tốn từ ngân sách liên bang là khoảng $2.3 tỷ. Lý do họ đưa ra là do cái mức lương quá thấp nên buộc nhân viên phải chuyển sang làm những cái ngành nghề khác để có được mức lương cao hơn, đặc biệt là đủ chi trả cho đời sống đắt đỏ hiện nay. Do vậy mà rất nhiều trung tâm trông giữ trẻ đã thiếu nhân viên, thậm chí đã dẫn đến việc đóng cửa. Và những trung tâm mà còn tồn tại thì cũng thậm chí là phải từ chối nhận trẻ em. Và kính thưa quý vị, mặc dù giáo viên không hoặc là nhân viên giữ trẻ không được tăng lương như mong muốn là 25%, nhưng mà quả thực với sự gia tăng 15%, 10% trong năm nay và 5% trong năm tới cũng là một cái mức tăng rất là cao. Vâng. Chính phủ cũng đã có một cái sự ngoại lệ. Vâng. Trước đây cái sự gia tăng lương nó nằm trong cái khoảng phạm vi trên dưới 5% rồi thôi. Vâng. Chưa bao giờ chính phủ đưa ra quyết định hào phóng chưa phải. Vâng. Cho nên là có lẽ đây cũng là cái sự nhượng bộ rất đáng kể từ chính phủ liên bang Albanese. Và kính thưa quý vị, những cái scandal về vấn đề lạm quyền của tổng nghiệp đoàn xây dựng CFMEU có lẽ cũng đã được xác nhận ngày hôm nay bởi Fairwork, có nghĩa cơ quan công bằng nơi làm việc, khi mà một cuộc điều tra được thực hiện bởi Fairwork và được công bố kết quả ngày hôm nay bởi giám đốc của cơ quan này, đó là ông Murray Fulon. Qua đó cho thấy là kể từ năm 2003 cho đến nay, nghiệp đoàn CFMEU liên tục vi phạm những cái luật lệ liên bang về nơi làm việc, mà tổng số lần vi phạm đã hơn 2.600 lần. Và cũng vì cái số lần vi phạm như thế này mà ngày hôm nay Fairwork đã phải đưa ra cái mức phạt chưa từng có là $24 triệu đối với Liên hiệp nghiệp đoàn CFMEU. Ngoài ra, Fairwork cũng còn đưa ra mức phạt $4 triệu đối với những cá nhân là những người chịu trách nhiệm lãnh đạo trong cái hệ thống công đoàn này. Cũng theo lời ông Murray Fulon thì tất cả 210 vụ kiện cũng đã được đệ trình, và cái số tiền phạt mà Fairwork đưa ra ông cho rằng rất là hợp lý. Mặc dù chúng ta nghe thì nó hơi cao, nhưng $24 triệu chia ra cho 213 lần vi phạm thì mỗi một lần vi phạm cũng chỉ mất có vài ngàn đô la mà thôi.
Bên cạnh đó thì ngày hôm nay Travel cũng đã bổ nhiệm những người có liên quan hoặc là bổ nhiệm những người có trách nhiệm để đảm nhận cái phần vụ còn lại, đặc biệt là luật sư từ tiểu bang Victoria, ông Mark Ivan Casey, để quản lý tài chính cho cơ quan này trong vòng ít nhất là 2 năm sắp tới. Ngoài ra, các chi nhánh của Liên hiệp Nghiệp đoàn CFMAU tại Victoria, Tasmania, cũng như tại New South Wales, Queensland, Nam Úc và lãnh thổ Bắc Úc đều sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định lần này. Riêng chi nhánh tại Tây Úc và chi nhánh tại lãnh thổ thủ đô ACT thì đang trong tình trạng được cứu sát, có thể vẫn sẽ bị tiếp quản nếu như người quản lý bị phát hiện cũng đã có những hành vi sai trái. Trong khi đó thì về phía chính phủ liên bang, ngày hôm nay Bộ trưởng quan hệ nơi làm việc ông Murray Walsh cũng đang chuẩn bị đưa ra một cái dự luật mới để buộc tất cả các công đoàn phải thực hiện quy trình quản lý, và đặc biệt là trong trường hợp của CFMEU, mặc dù là họ đang phản đối, tuy nhiên nếu dự luật này được thành công thì cũng sẽ hạn chế cái quyền hạn của Liên hiệp Nghiệp đoàn này. Ngoài ra thì trong cái cuộc điều tra của Fairwork lần này cũng cho thấy rất nhiều những cái khoản chi khá là bất thường tại chi nhánh của tiểu bang Victoria, mà người đứng đầu Liên đoàn Công nhân và Y tế là bà Diane Ashma là người đã nhận được những cái khoản chi bất thường này. Cụ thể là trong một cái báo cáo vào ngày 21 tháng 6 2023, thì nghiệp đoàn CFMEU tại tiểu bang Victoria đã nộp báo cáo cho Fairwork tiết lộ về 10 khoản thanh toán trị giá gần 187.000 đô la, và số tiền này đã chi cho một cái công ty in ấn chuyên in ấn, và đây chỉ là một công ty thương mại mà thôi. Tuy nhiên, các điều tra viên hiện nay đang thực hiện một cái việc điều tra chéo để xem là có một cái mối quan hệ gì giữa nghiệp đoàn CFMEU và cái cơ quan in ứng này hay không, là bởi vì nó hơi bất bình thường khi mà trong suốt 10 lần chi tiêu chỉ trả cho một công ty mà thôi, trong khi trên thị trường tại Victoria có rất nhiều những công ty khác nhau, và nếu không có vì quan hệ cá nhân thì cũng khó mà ưu ái lấy được những cái hợp đồng trị giá gần 200.000 đô la như thế này. Và đây cũng là những thông tin đã khiến cho ông chủ tịch của CFMEU tại Victoria là ông John Sitka phải đệ đơn từ chức ngay một trước khi mà cơ quan điều tra cũng như là hệ thống truyền hình số 9 phanh phui ra những cái bê bối cũng như cái việc lạm quyền trong cái hệ thống của công đoàn này. Và ông thư ký quốc gia của nghiệp đoàn CFMEU là ông Jack Smith cũng đã được bổ nhiệm sau khi ông Sika từ chức, và kể từ đó thì ông Jack Smith cũng đã sa thải thêm 8 đại biểu công đoàn tại tiểu bang Victoria mà thôi. Đây là một trong những scandal lớn nhất hiện nay trong Liên hiệp Nghiệp đoàn CFMEU, và chắc chắn là Fairwork vẫn chưa dừng lại ở đó sau khi đã tuyên bố mức phạt lên đến 24 triệu đô la. Vâng, trước khi chuyển đến quý vị một thông tin tiếp theo thì có lẽ Lily muốn hỏi chị Kim Hoàng là không hiểu là cảm giác của chị như thế nào nếu mà một ngày thức dậy thấy thu nhập của mình bị mất đi 10 triệu đô la. Thật ra thì đối với mình cái con số 10 triệu đô la nó là quá lớn. Bây giờ nếu mà mình ngủ một thêm thức dậy mình mất đi 10.000 đô la thôi là mình cũng đã cảm thấy bị sốc rồi, bởi vì với cái khả năng của mình thì mình chỉ có thể là nghĩ tới con số đó thôi. Còn 10 triệu thì chắc chắn là phải gây sốc cho tất cả mọi người, kể cả người đó là triệu phú mà bị mất đi 10 triệu cũng là một cái khoản tiền vô cùng lớn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, gần 10 triệu đô la là một khoản tiền rất lớn, và đó chính là cái số tiền mà cựu tổng giám đốc điều hành của hãng hàng không Qantas Alan Joyce không thể bỏ túi khi mà hội đồng quản trị của hãng này vừa quyết định là cắt giảm cái khoản tiền thưởng dành cho các giám đốc điều hành trong năm tài chính 2023, trong bối cảnh mà xảy ra một loạt những cái sai lầm ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như dịch vụ khách hàng của hãng hàng không này. Nhắc lại là Qantas vào năm ngoái cũng đã phải đối diện với hàng loạt những phi vụ bê bối bị phanh phui kể từ khi mà xảy ra đại dịch COVID-19. Đó là bao gồm việc mà sa thải bất hợp pháp tới 1.700 nhân viên mặt đất, hay là bán vé các cái chuyến bay ma, tức là các cái chuyến bay đã bị hãng này hủy, hay là tự ý tăng giá và có những cái hành động độc quyền. Và trong một tuyên bố gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Úc Châu vào hôm nay thì hãng Qantas cũng đã xác nhận là mức lương của giám đốc điều hành là ông Alan Joyce sẽ bị cắt giảm sau khi hãng này cũng đã phải chịu rất nhiều thiệt hại do thua trong cái vụ kiện liên quan tới
vụ việc sa thải bất hợp pháp nhân viên mặt đất vào năm 2020 và đạt được một cái thỏa thuận gần đây với Ủy hội Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu thụ AAA để dàn xếp cái vụ hãng này đã hủy các cái chuyến bay nhưng mà vẫn bán vé cho khách hàng. Theo đó thì cái khoản thù lao gồm cả lương lên tới 23.600.000 đô la mà Qantas quyết định trả cho ông Alan Joy vào thời điểm ông từ chức khỏi hãng này vào tháng 9 năm ngoái, thì nay sẽ bị cắt giảm là 9.260.000 đô la. Và khoản cắt giảm này là bao gồm 8.360.000 đô la cổ phiếu của Qantas, trong khi tiền thưởng khuyến khích ngắn hạn của ông cũng bị cắt giảm 33% xuống chỉ còn là 900.000 đô la. Như vậy là ông Joyce sẽ chỉ còn lĩnh được là hơn 12 triệu đô la. Ông Joyce cũng đã rời Qantas vào năm ngoái sau hơn 2 thập kỷ làm việc tại hãng hàng không này. Và phần lớn cái số tiền thưởng mà ông được nhận vào năm ngoái sau khi rời hãng là chủ yếu dành cho ông trong cái thời gian giữ chức CEO. Và kính thưa quý vị, trong lĩnh vực bán lẻ, siêu thị Coles là siêu thị đứng hàng thứ nhì tại Úc Châu, chỉ sau Woolworths mà thôi. Tuy nhiên rất nhiều chi nhánh của siêu thị Coles trên toàn quốc Úc Châu trong thời gian vừa qua đã chứng kiến tình trạng khan hiếm hàng hóa khi mà khách hàng đã chụp ảnh những cái kệ hàng trống rỗng, không có món hàng nào. Và trong bối cảnh này thì ban giám đốc của siêu thị cũng đã quyết định đầu tư 1 tỷ đô la để xây dựng một cái kho chứa hàng. Đây là kho thứ nhì tại nước Úc sau khi kho đầu tiên đã được xây dựng tại Grassland ở tiểu bang Queensland hồi năm ngoái 2023. Thì ngày hôm qua, siêu thị Coles cũng đã khai trương một cái kho hàng tại Cambridge của tiểu bang New South Wales. Cambridge là một cái nơi ở thuộc phía tây nam của thành phố Sydney và được ví von đây sẽ là một trong những cái kho dự trữ hàng lớn nhất của hệ thống siêu thị, với tổng diện tích gần bằng 10 lần sân vận động MCG tại Melbourne, và khoản đầu tư cho cái kho này cũng đã lên đến hơn 1 tỷ đô la. Mà mục đích là Coles muốn sử dụng cái mặt bằng của cái kho này để có thể cung cấp hàng hóa cho tất cả các chi nhánh siêu thị Coles trên toàn tiểu bang New South Wales cũng như là tại lãnh thổ thủ đô ACT. Và thông tin cho biết phần lớn những công việc vận hành hoặc là bốc dỡ hàng hóa trong cái kho này sẽ được thực hiện bởi những con robot. Và chính bởi vì thực hiện bằng robot cho nên Coles cũng hy vọng là cái tiến độ nó sẽ nhanh hơn và việc hàng hóa được đưa đến các siêu thị nó cũng sẽ không bị gián đoạn. Tuy nhiên đó chỉ là về mặt kỹ thuật mà thôi. Trong thực tế, việc hàng hóa bị chậm trễ còn phụ thuộc khá nhiều những cái yếu tố, đặc biệt là vấn đề tài xế xe tải. Nếu những chiếc xe tải không có tài xế thì chắc chắn là những cái lô hàng này cũng không thể vận chuyển đến khắp các nẻo đường trên toàn tiểu bang hoặc là đến lãnh thổ ACT. Nhưng dù muốn hay không thì đây cũng là tin vui đối với người mua sắm, bởi vì Coles cam kết là họ sẽ tránh không để tình trạng xảy ra hình ảnh những cái kệ hàng mà không có món hàng nào. Và trong thời gian sắp tới, khi mà những cái kệ hàng lắp đặt được lắp đầy hàng rồi thì giá cả nó cũng sẽ có cơ hội được giảm hạ. Và đó có lẽ là những thông tin mà những người mua sắm như chúng ta đang chờ đợi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại tiểu bang New South Wales thì vấn đề mà phạt cái lỗi đậu xe mà không trực tiếp gắn cái vé phạt trên kính xe mà gửi thông báo qua email thì đã khiến cộng đồng cư dân ở rất nhiều khu vực là cảm thấy là không hài lòng, bởi vì là họ không biết mình vi phạm để mà chụp lại những cái bằng chứng chống lại các cái khoản phạt đó. Thì nay các hội đồng thì vẫn thích áp dụng cái hình phạt đó bởi vì cái tính tiện lợi của nó. Và chính vì vậy mà chính quyền bang đã phải can thiệp, hiện nay đã yêu cầu là các cái hội đồng nào mà vẫn tiến hành cái hình phạt mà phạt cái chỗ đỗ xe bằng việc mà gửi email hay là giấy thư sau đó thì sẽ phải ngừng ngay, nếu không thì chính các cái hội đồng này sẽ phải bị phạt. Sở dĩ chính quyền bang phải mạnh tay hơn là vì nhờ cái hình thức phạt một cách khó hiểu mà người dân hay gọi là phạt lén lút đó thì đã tăng lên tới 270.000 đô la trong 2 năm vừa qua, từ năm 2022 đến 2024. Sau 2 năm, cái hình thức phạt như vậy là được áp dụng ở tiểu bang. Chính quyền bang lập luận rằng là cái hình thức này thì không giúp ngăn chặn người vi phạm mà tránh được các cái lỗi đỗ xe sau này, mà thậm chí là bản thân cái người lái xe không biết mình đỗ bị lỗi mà tránh. Do vậy mà nhiều khi vẫn tiếp tục thực hiện
tiếp 2-3 lần nữa thì mới biết mình bị phạt và nhận tới 2-3 lần phạt liền. Đồng thời cũng khiến cho cộng đồng cư dân ở rất nhiều nơi là không hài lòng. Bộ trưởng Tài chính của tiểu bang là bà Cody Halsey cũng đã viết thư cho các hội đồng yêu cầu thay đổi vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, dữ liệu mới công bố cho thấy là cái tiền phạt đỗ xe và doanh thu từ vé phạt đỗ xe nhờ cái hình thức này đã tăng vọt, khiến chính phủ cần phải hành động mạnh tay hơn. Và bà Halsey cũng cho biết là sẽ không loại trừ việc là nêu tên hay là bêu xấu những hội đồng mà không thực hiện sắc lệnh này của chính phủ. Mà số liệu do chính quyền tiểu bang mới công bố cho thấy là tiền phạt mà không in vé trực tiếp đã tăng tới gần 50%, từ 551.000 vụ vào năm 2022, tăng lên tới 822.000 vụ vào năm nay. Trong khi tiền phạt truyền thống trực tiếp mà gắn các vé phạt trên kính chắn gió ô tô thì lại giảm 22%, từ 716 vụ vào năm 2022 xuống chỉ còn 558 vụ vào năm nay. Và doanh thu từ các khoản phí mà không cần giấy tờ như vậy cũng tăng tới 54%, từ 55 triệu đô la lên tới 158 triệu đô la trong năm tài chính 2023 và 2024. Và hiện tại thì trong số 128 hội đồng ở toàn tiểu bang New South Wales thì có khoảng 50 hội đồng vẫn đang áp dụng cái hình phạt mà ở Việt Nam thì hay gọi là phạt nguội, tức là gửi email hay là thư báo đến sau. Vâng, kính thưa quý vị, và trong số các hội đồng thành phố, trong số 50 hội đồng thành phố mà sử dụng cái hình phạt là paperless, có nghĩa là không có giấy phạt, dẫn đầu là Sydney Council, có nghĩa là hội đồng thành phố tại trung tâm Sydney. Khi mà trong năm vừa qua, Sydney Council cũng đã đưa ra rất nhiều những cái mức phạt mà không có in giấy. Cụ thể thì 265.000 khoản phạt đã được đưa ra và đem về cho thành phố này 42 triệu đô la. Trong khi đứng hàng thứ nhì là Canterbury và Penzance Council, là nơi có rất đông cộng đồng người Việt sinh sống, khi mà council này đã thu về hơn 13 triệu đô la từ 57 hoặc 58.000 khoản phạt. Không biết là trong số 57.000 khoản phạt này có bao nhiêu ngàn là từ cộng đồng người Việt sinh sống tại khu vực này, bởi vì rất là đông người Việt cũng đã phải đóng phạt. Vâng. Và đứng hàng thứ ba đó là hội đồng thành phố tại North Sydney, sau khi họ đã nhận về 8 triệu 600 ngàn đô la từ tổng cộng 51.000 giấy phạt paperless. Và đó là những cái lời răn đe từ chính phủ tiểu bang gửi đến cho các hội đồng thành phố, và điều này cũng khá là bất bình thường, bởi vì chưa bao giờ chính quyền hai cấp chính quyền, hội đồng thành phố và tiểu bang, nó lại căng thẳng như vậy. Nhưng mà trong bối cảnh này rõ ràng là chính quyền New South Wales đang muốn đứng về phía người dân để mà lấy lòng cử tri bằng cách là răn đe các hội đồng thành phố phải dẹp ngay cái tình trạng phạt mà không có giấy. Ít nhất là phạt thì phải để giấy để mọi người biết lỗi của mình mà biết không tái phạm. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo châu của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 8 giờ tối nay trong phần điểm báo thế giới. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.